Kết quả Tottenham 2-3 Arsenal, pháo thủ tiếp tục giữ đỉnh. Thắng nghẹt thở Derby Bắc London, Arsenal tiếp tục giữ đỉnh. Trận Derby Bắc London giữa Tottenham vs Arsenal đã kết thúc với chiến thắng nghẹt thở dành cho đội khách. Với thắng lợi này, Arsenal tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng và tiếp tục cuộc đua song mã tới ngôi vương với Man City. Bàn thắng Tottenham, Romero, 64, Son, 87, Pen. Arsenal, Højbjerg, 15, phản lưới, Saka, 27, Havertz, 38. Những trận derby Bắc London luôn diễn ra với sự thù địch và quyết liệt dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Màn so tài trên sân Tottenham Hotspur ở vòng 35 ngoại hạng Anh cũng không là ngoại lệ, khi Arsenal cần điểm để đua vô địch và Tottenham cần thắng để đua top 4. Mặc dù vậy, khoảng thời gian hơn 10 phút đầu trận diễn ra rất kín kẽ, khi cả hai đội chủ động pressing tầm cao và không tạo được cơ hội nguy hiểm nào. Tuy nhiên, bước ngoặt trận đấu đã đến ở phút 15. Xuất phát từ tình huống đá phạt góc của Bukayo Saka, tiền vệ Højbjerg bên phía Tottenham đã có tình huống đánh đầu vô cùng hiểm hóc. Tung lưới đội nhà giúp các cầu thủ khách Arsenal vươn lên dẫn trước. Bất ngờ nhận bàn thua buộc Tottenham phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ và tạo ra được những cơ hội rất ngon ăn. Christian Romero đánh đầu dội cột dọc, trong khi Van de Ven tìm được mảnh lưới David Raya nhưng bị VAR từ chối vì lỗi việt vị. Khi mà người hâm mộ nghĩ rằng bàn thắng đang đến rất gần với Tottenham thì bất ngờ liên tục diễn ra, khi Arsenal có liên tiếp hai bàn thắng trước khi kết thúc hiệp 1. Arsenal thi đấu bùng nổ trong hiệp 1 để có 3 bàn dẫn trước. Phút 27, Arsenal có tình huống phản công mẫu mực. Kai Havertz mở đường bóng chính xác từ phần sân nhà để Saka băng lên và khéo léo lắc người loại bỏ Ben Davies trước khi dứt điểm hiểm hóc vào góc xa nhân đôi cách biệt. Đến phút 38, đích thân Havertz ghi tên mình lên bảng điện tử sau cú đánh đầu đơn giản ở cự ly gần sau quả đá phạt góc chính xác của Declan Rice. Bước sang hiệp 2, Arsenal vẫn chấp nhận nhường thế trận cho Tottenham và chờ đợi các tình huống phản công. Cách chơi này của pháo thủ khiến đội chủ nhà gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng. Đồng thời họ cũng tạo ra được những cơ hội nguy hiểm, trong đó Saka đã bị từ chối bàn thắng thứ hai khi cú dứt điểm ở cự ly 6m bị thủ thành Vicario cứu nguyên ngay trên vạch vôi. Tốc độ của hiệp 2 diễn ra không nhanh và quyết liệt bằng 45 phút đầu tiên và sau 1 giờ thi đấu đội chủ nhà không thể có được cú dứt điểm trúng khung thành nào. Để tăng độ hấp dẫn cho trận Derby Bắc London, thủ thành Raya đã có tình huống báo nhà bằng đường chuyền thẳng vào người trung vệ Romero ngay trước vòng cấm và cầu thủ người Argentina không mắc bất cứ sai lầm nào để có bàn rút ngắn cách biệt. Tottenham vùng lên ở những phút cuối trận nhưng chỉ có thể gỡ được hai bàn. Những phút tiếp theo hàng thủ Arsenal cũng như thủ thành Raya đã thi đấu tập trung hơn và khiến Tottenham hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, kịch tính đã đến ở phút 85, khi VAR vào cuộc và trao cho Tottenham quả đá phạt 11m, khi Declan Rice phạm lỗi với Ben Davies. Trên chấm 11m, đội trưởng Heung-min Son dễ dàng đánh bại Raya ghi bàn thắng thứ hai cho Spurs. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Khi những phút còn lại là không đủ để đội chủ nhà tìm kiếm thêm bàn gỡ. Với kết quả này, Arsenal tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh với 80 điểm sau 35 vòng đấu. Trong khi đó, Tottenham dậm chân ở vị trí thứ 5 với 60 điểm, kém Aston Villa ở vị trí thứ 4 tới 7 điểm nhưng đá ít hơn 2 trận. Đội hình thi đấu: Tottenham, Vicario, Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Davies, Lo Celso 89, Højbjerg, Bissau 64, Bentancur, Sa 46, Kulusevski, Maddison, Richarlison 64, Werner, Johnson 31, Son. Arsenal, Raya, Tomiya, Gabriel, Saliba, Ben White, Partey, Rice, Odegaard, Kiwi 89, Saka, Trossard, Martinez 63, Havertz. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.